chào các bạn, mấy hôm nay trên mạng xã hội đang rất xôn xao về chiếc xe mới của Suzuki sắp ra mắt ở Việt Nam đó là Suzuki Jimny. Đây là một chiếc xe có thể nói là người tiêu dùng Việt đã phải chờ đợi rất là lâu rồi. Mình nhớ là từ hồi 2019 khi mà xe ra mắt bên Thái Lan, đợt đó đã có một vài tin đồn xe Jimny sẽ có mặt ở Việt Nam vào năm 2020. Vậy mà phải cho đến tận bây giờ tức là năm 2023, tức là 4 năm sau đấy. Chiếc xe này mới đặt chân tới Việt Nam. Theo thông tin mà đang lan truyền trên mạng xã hội thì Jimny được cho là sẽ công bố ở Việt Nam vào khoảng tháng 11 tới đây. Cùng với đó là hai mức giá hiện tại chưa có xác nhận từ hãng, đó là 789 triệu cho bản một màu và 799 triệu cho bản hai màu. Mình khoan nói về mức giá này đi. Quan tâm về cái xe trước đã. Thì như hình ảnh trên mạng xã hội các bạn cũng đã thấy rồi, chiếc xe ra biển trắng chỉ có một màu xanh quân đội. Xe về Việt Nam là bản 3 cửa, ở thị trường nước ngoài hiện nay đã có thêm bản 5 cửa nhưng ở Việt Nam sẽ chỉ có bản 3 cửa thôi. Cá nhân mình thấy bản 3 cửa thì càng làm tăng thêm sự độc đáo lạ mắt ở chiếc xe này. Xe 3 cửa nhưng Jimny vẫn đủ 4 chỗ ngồi nhé. Kiểu dáng bên ngoài thì rất là vuông vắn, góc cạnh, bốn hốc bánh xe thì có thêm về ốp nhìn khá là lực lưỡng. Đèn pha thì là đèn tròn, nhìn ánh sáng trắng thì có vẻ là đèn pha LED. Đây chỉ có thể là phỏng đoán của mình thôi nhé. Còn đâu chúng ta vẫn phải xem cụ thể chiếc xe thực tế nó như thế nào. Các ô cửa kính được làm vuông giúp hứng được nhiều ánh sáng hơn. Jimny cũng có thêm một lốp dự phòng treo sau nhưng không có tấm bọc bên ngoài. Tổng thể Jimny mang đúng chất một chiếc xe địa hình Việt dã truyền thống từ kiểu dáng khối hộp cho đến các tiểu tiết xù xì bên ngoài. Ừ, ở Việt Nam hiện nay có khá ít mẫu xe mang hình dáng hình hộp như thế này. Nổi tiếng nhất vẫn là G63 nhưng mang cấu hình 5 cửa. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ đi tiếp vào bên trong. Từ hình ảnh nội thất có thể thấy khoang lái khá đơn giản, không màu mè hoa mỹ. Đúng đặc trưng của xe Suzuki. Đồng hồ xe là loại analog, cũng không phải màn hình LCD hay là có giao diện gì đó quá bắt mắt. Hộp số tự động 4 cấp, này phanh tay cơ, cần gài cầu. Nhìn chung là các chi tiết nó không quá đề cao về cái tính thẩm mỹ thời trang Jimny là một chiếc xe Việt dã nên Suzuki trang bị tính năng định vị Kèm theo đó là màn hình đo độ nghiêng, độ dốc Cái này có lẽ sẽ giúp ích khi đi vào những khu vực địa hình khó, nhiều đèo dốc, đá hộc à, Tiếp theo chúng ta soi dàn gầm đi Thì dàn gầm là một phần được rất nhiều người để ý Jimny là một chiếc xe địa hình dẫn động bốn bánh nhưng có cấu hình hai cầu cứng đây là sự khác biệt rõ nét nhất giữa Jimny và các mẫu xe địa hình đang bán ở Việt Nam. Đa số xe đình bây giờ thì thường đi theo hướng cầu trước là cầu mềm hay còn gọi là dạng treo độc lập đấy. Cầu sau là dạng cầu cứng mang đến trải nghiệm vận hành nhẹ nhàng êm ái hơn. Nhưng khi mà đi đến những cái vùng địa hình khó, những vùng hoang vu, đường khó, bùn lầy rồi đá hộc những hòn đá rất là to ấy, thì chúng ta phải cần tới những chiếc xe địa hình thuần chất đó là mang cấu hình hai cầu cứng ví dụ như Jeep Wrangler hoặc là bán tải Jeep Gladiator. <laughs> mình cũng đã có một cái video trải nghiệm nhanh về mẫu Gladiator này trong cái sự kiện lái thử thôi. Các bạn có thể xem lại trên kênh của mình. Ngoài ra cũng có bản chiếc G-Class như là bản cũ trước đây. Nhiều bạn cứ sẽ thắc mắc là G63 có hai cầu cứng không thì nhân đây mình cũng giải đáp luôn là G63 hướng đến tốc độ cao nên cầu trước là cầu mềm với giảm sóc độc lập. Ngay cả tượng đài về Oprod là Land Rover Defender cũng là hai cầu mềm phiên bản mới nhé. Nhưng mà ở phiên bản trước đây ở các thế hệ mà đời xe cũ thì vẫn là hai cầu cứng. Suzuki Jimny là xe địa hình nên việc trang bị hai cầu cứng cho chiếc xe này là điều dễ hiểu. Nó bền bỉ, mức độ chịu đựng lớn, người dùng không lo hỏng hóc, độ cứng cáp của nó cũng, cũng cao hơn cả loại cầu mềm. Loại này đi vào đường xấu có bị va vào đá cũng chả làm sao. Cho nên mức giá sấp xỉ 800 triệu mà mọi người đang đồn đoán thì có thể là cao với số đông người dùng. Nhưng mà với những người có máu khám phá, rất thích trải nghiệm thì mở mức độ vừa phải. Ngoài ra cái hình dáng vuông vắn nó cũng rất là thu hút những người mà đặc biệt nam giới hoặc là những bạn nữ có cái cá tính rất là mạnh. Yếu tố nữa là nó cũng nếu bạn để ý ở trên uh, thị trường ô tô hiện nay bây giờ cái kiểu dáng vuông vắn nó bắt đầu trở lại rồi. Có một số hãng lớn cũng đã bắt đầu đưa các mẫu xe từ uh, vuông à từ từ những kiểu bo tròn chỉnh thì uh, cũng đã trở về cái kiểu dáng hình hộp. Ví dụ gần nhất đó là chiếc uh, Toyota Land Cruiser Prado Vừa ra mắt vài hôm trước đây thôi. Và vừa rồi là những ý kiến bình luận của mình về Suzuki Jimny. Các bạn nghĩ sao về chiếc xe này thì để lại bình luận phía bên dưới nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.